Em là Vi hả? Dạ đúng rồi chị. Chị là Vi Vân. Đó, hai chị em Vi Vân tới đây để gặp anh Lê Dương Bảo Lâm là để nói cái chuyện gì hôn nhân của tụi mình đó. Dạ. Mà đây phải điểm quay không em? Sao chị thấy tranh ảnh đồ này? Anh hẹn điểm quay đây mà chị. À vậy hả? Dạ. Tôi nè. Tôi nè. Chào hai cô Vi. Chào hai cô Vi. Ủa anh này. Cô Vi. Chào bé Vi. Lần đầu tiên gặp. Em sợ. Đâu làm gì sợ như vậy? Bữa nay em làm gì mà da em đen vậy? Em ra nắng. Em đi phơi nắng à. Tại vì em thấy người ta trắng nhiều quá mình đen cho nó lạ. Em thấy lạ không? Em thấy lạ, anh có thấy em lạ không? Nhưng mà Vi nó là đen đều, đen đẹp á chứ. Đúng em rồi. cũng dạng như chồng nước ngoài, chồng Tây á là đúng cũng rồi. Kiểu cái trend là người ta thích đen. Cái da ngâm ngâm một xíu là em cũng da nắng đồ mà đi em đen là bị dơ cơ gì. Thì đó, cái mặt nó vẫn trắng. Ôi thôi giờ không nên hả? Không nên nha. Ok, tùy đứa phải không? Tùy đứa. Nhưng điều đặc biệt là thấy là hai anh chồng anh nào cũng đẹp trai ha. Chồng em thì đôi khi anh chưa tiếp xúc với em ở ngoài. Nhưng mà đôi khi lướt những cái clip rồi nọ thì có thấy em tròn chồng em. Không anh nói vậy là sai, chồng em tròn em. Chồng em tròn em, dạ. Mà lúc đó thái độ em rất là cọc. Mà em có thích như vậy không? Hơi hơi anh chứ không có kiểu quá quạo, hơi hơi. Hơi hơi quạo. Cái tính cách thiệt của em hay là chỉ lên trên đó em chỉ... tức là em muốn làm cái tính cách của mình. Em đang diễn hay là tính cách thiệt của em? Cái đó là thiệt á anh, ổng hay kiểu tính em thì cọc. Mà ông này thì ổng thích cái kiểu... cái tính giống như hơi bị mặn á, không có thích bánh bèo như con điên vậy đó, quạo la làng lên vậy anh á. Vậy là chút nữa anh đừng có chọc nữa nha, nó là tánh quạo thiệt á chứ không phải diễn xuất. Thôi được rồi, mình đang ở đâu vậy ạ? Không biết nữa, ngồi đâu để nói chuyện anh ạ. Đây là cái phòng tranh và bây giờ chúng ta sẽ vẽ những bức tranh. Ở nhà em có qua tay qua chân gì không? Có, xưa là em không có biết gì hết, em cũng bày đặt lắm, thấy tranh đẹp quá em mơ về, em vẽ vẽ quá trời luôn, dính đầy nhà luôn. Chân mày của em là ai vẽ? Chân mày của em là ai vẽ? Chân mày người ta dễ. Tầm. Sao vậy? Anh có ý kiến gì với chân mày em hả? Không, ý là tưởng em dễ đẹp, chân mày cũng đẹp luôn. Còn em, ở nhà em có qua tay đồ gì không? Không, anh em không biết vẽ. Chứ nhà em làm được cái gì? Vẽ mặt đồ, vẽ trang điểm thì vẽ được, nhưng mà vẽ đó em nhà không vẽ được. Vậy hả? Tại cho em chưa thử á, chứ phải thử coi chưa. Em vẽ ghê lắm. Em vẽ ghê lắm. Rồi nói chung bây giờ chúng ta đến đây sẽ kể và chia sẻ cái cuộc hôn nhân của chúng ta. Và đa số đặc biệt ngày hôm nay là hai bạn đều có chồng Tây hết. Cho nên ngày hôm nay mình vừa vẽ tranh mà mình vừa trò chuyện. Em thích vẽ lắm, bây giờ vô vẽ liền đi. Nhưng mà bây giờ là kiểu tự vẽ hay là không, ai? Không, tự vẽ là mình xuống lên lớp mẫu giáo rồi mình tự vẽ. Cái này sẽ có chuyên viên, wow, cũng như là họa sĩ hướng dẫn mình. Xin mời mọi người cùng vô phòng tranh đi. Chào bạn, mà có thể giới thiệu đôi nét về mình được không? Đôi nét. Mình xin được giới thiệu, mình tên là Du và mình là người hướng dẫn cho các buổi vẽ ở Tipsy ạ. Vậy đầu tiên muốn hoàn thành một bức tranh thì đầu tiên phải cần cái gì nè bạn? Tiên muốn hoàn thành một bức tranh thì mình sẽ cần phải làm quen với các dụng cụ trước. Thì các dụng cụ ngày hôm nay của mình, mọi người sẽ có 3 cây cọ. Với mỗi cái cước này mình để sẽ quét sơn nhà nè, phải không? Đúng rồi, nó cũng tương tự như vậy. Thì mình sẽ dùng cái cọ đó để mình làm cái nền. Nền. Vẽ nền. Dạ rồi, cái cọ dài để mình làm cái gì? Cái cọ dài và cọ vừa này thì nó sẽ dùng để làm những cái chi tiết như mình tô màu. Ví dụ như mình vẽ một con cá voi bằng cái cọ tỉa để mình dựng hình trước chẳng hạn. Thì sau đó mình sẽ dùng cái cọ chung đó để mình tô màu. Thì cái cọ chung cũng là cái cọ mà mình sẽ dùng để mình pha màu. Mọi người muốn pha trộn những cái màu sắc lại với nhau, như mình muốn pha màu cam chẳng hạn, thì mọi người có thể kết hợp giữa màu vàng và màu đỏ. Màu vàng và màu trắng thì nó còn có một tác dụng nữa, đó là nó sẽ làm cho cái màu sắc khác của mình, ví dụ như màu xanh lá chẳng hạn, mọi người muốn ra màu xanh non ấy, thì mình sẽ pha thêm vàng vào. Pha vàng. Xanh lá pha thêm vàng sẽ ra màu xanh non. Muốn cái sắc độ màu của mình nó đậm hơn thì mình sẽ dùng màu đen. Dạ rồi. Mình sẽ dùng đen. Dạ cảm ơn bạn rất là nhiều. Chút nữa xong rồi cái có gì bạn vô góp ý thêm ha. Dạ rồi. Dạ tạm biệt bạn. Dạ bây giờ chủ đề của chúng ta là chủ đề tổ ấm. Nhưng mà giờ em không biết vẽ rồi, em bắt đầu làm sao? Em vẽ 3 cây nến thôi. 3 cây nến lung linh không? Nó đơn giản nhất luôn á. Vi Vân thì quen chồng mình là trong trường hợp nào em nhớ không? Cái chuyện mà duyên phận là nó có thiệt anh hiểu không? Và trước khi mà gặp chồng em á thì là em cũng đang trong và một và cái mối tình là lấp lửng. Lúc đó thì em mới làm một cái quảng cáo. Thì cái quảng cáo đó là chồng em là sản xuất. Ảnh làm hậu kỳ là làm cái phim đó luôn. Cái buổi tiệc gọi là chairmanship á,
rất là nhiều người luôn. Cái buổi đó là em quay cái sự kiện đó luôn, thì chồng em cũng có mặt ở đó, thì anh đã để ý em rồi, hiểu vậy không? Là anh của em trước hả? Thì khi mà anh tới đó đó thì anh đã thấy em rồi, còn em thì bao nhiêu người, cả triệu người, sao em biết được? Xong rồi anh đứng ở trên đó, là em có một cảnh là em phải lên trên đó, em quay cái cảnh đó, thì nguyên một ekip mới, lúc đó là đông người lắm nên nó phải chen nhau lên cái chỗ đó quay, thì em mới lên trở, là anh cũng đang đứng ở đó luôn. Xong em đẩy anh ra đó, em đẩy anh ra đó. Em, cái này em không biết. Lúc mà gặp nhau rồi anh mới nói, em đẩy anh ra cái anh đứng em quay em cười, em không hề biết ảnh luôn. Xong ảnh về, ảnh đã ấn tượng với em từ lúc đó rồi. Ảnh về ảnh làm phim, thì trong cái phim đó thì ảnh mới nói với cái anh đạo diễn, anh mới nói là cái cô bé này nhìn dễ thương, anh chỉ nói câu vậy thôi, bỏ lửng vậy thôi. Trong một cái lần tình cờ là em lên Facebook, thì em có một cái thói quen là khi mà mình làm việc á thì mình phải mở rộng mối quan hệ của mình bằng cách là mình sẽ tìm một số người trong ngành nghề của mình để mình có thể mà mình add Facebook hoặc là mình làm quen á. Thì em add cái Facebook của chồng em, rất là cái avatar là cái nhất là có cái đeo mắt, cái mắt kính mà nắng chiếu vô nhìn lung linh luôn, anh hiểu không? Nhưng mà em không có nghĩ gì trong đầu hết, em chỉ ồ trời anh này đẹp trai mà có nhiều bạn chung ồ áp gì thôi. Xong rồi cái ảnh mới đi về Pháp, xong ảnh mới quay trở lại Việt Nam, qua Tết anh mới quay trở lại. Thì cái đó ngày đó là ngày sinh nhật của em. Có bầu kết bạn không? Chưa có bầu hả? Chưa. Anh này không, có bầu cái lúc mà anh đám cưới là mấy năm sau lận. Chưa có bầu rồi, tiếp từ cái câu chuyện em. Anh nói đàng hoàng lắm, anh gửi cho em một cái tin nhắn, tao nói dài mà lịch sự, chưa có một người đàn ông nào mà trong ngày sinh nhật của em mà chưa quen biết em mà có thể gửi một cái đoạn tin nhắn dài mà lịch sự như ảnh. Lời nói đầu tiên thì anh muốn chúc mừng sinh nhật em rồi nói là kia đó, dịch ra tiếng Việt Nam là vậy, hiểu không? Đó, thấy là có cảm tình rồi, thấy anh này vô phải anh để chị là... lâu rồi đó. Ảnh để chị nhưng mà ảnh kiểu như hai người quên nhau luôn, mà xong rồi cái chị thấy ảnh vừa nói chuyện dễ thương và vô Facebook thấy rồi cho trong công việc đồ này kia cũng có quen nhau rồi, thấy đẹp trai nữa là chị mới nói chuyện. Anh mới rủ chị đi have a drink, dạng như là đi uống này nọ. Cái chị không, chị đó chị chảnh, tại vì chị cũng đang có một số người làm quen chị mà. Không mà anh cũng biết mà, số người làm quen của em còn xu cơ mà. Xu là sao anh? Xu là xấu đó em, đâu có được. Trời ơi, anh chung sân khấu với bé Vân, diễn bao nhiêu tuần rồi. Nhưng mà cái đợt đó là trước giờ là em quen bạn trai nước ngoài không à, là cũng hạ thứ phẩm. Là hồi đó giờ chị không có quen Việt Nam. Có. Bạn trai đầu tiên lúc mà ở dưới quê mà còn đi học 18 tuổi á, là có quen bạn trai Việt Nam lên đây. Chia tay bạn trai đầu tiên thì lúc đó là toàn là đi tại làm là... thì cũng có châu Á nữa, châu nhưng Á mà hả? Kiểu như dạng học công Malaysia kiểu gì. À thích nước ngoài, hướng ngoại. Không, em là kiểu em cảm giác như là người ta thoải mái với mình, mà cái tính em nó cũng hơi kiểu như phóng khoáng độc lập á, anh hiểu không? Xong cái bữa đó thì cũng đi dạo về nhà rất cũng có uống một hai ly là cũng xỉn xỉn rồi, anh hiểu không? Chết rồi, anh biết chuyện gì xảy ra đúng không? Chưa, giữa cái chuyện đó nó còn xảy ra cái chuyện này nè. Là trên cái đường đi về, mà trên cái đường Cao Thắng đó, cái em đang đi, em đeo cái giỏ vậy nè, bị giật. Có 6 đứa đi xe máy, 6 đứa là coi như là 3-4 xe lận nó đi xe máy. Nó đi ngang nó giật cái giỏ của em vậy nè. Xong cái chồng em chồng em phản kháng lại. Chồng em tự nhiên cái em thấy như phản một phản kháng mà quê thôi hả? Không, em nói cho nhanh cho tua lên, chứ nãy giờ em dịch anh nội dung anh chửi là cái gì. Sống truyền hình nó ai cho, hiểu không? Trước cái hẻm đó là có một cái taxi, em nói với chồng em là thôi đi lẹ trèo lên. Cái chồng em là không có gì đâu phải sợ, nó đâu cái thôi đi. Rồi cái leo lên taxi, trời ơi, em sợ quá. Em có mất cái gì không? Không có mất cái gì, nó chỉ giật mấy thằng đó, nó giật nhưng mà giật không được, là nó thấy chồng em là phản kháng, là nó chạy lại kia nó chờ. Hay là em mướn người dàn cảnh? Em sợ chồng em mướn người dàn cảnh. Em đó, em dàn cảnh đó, em dễ sợ lắm. Em còn ngây thơ đó, em có hai mấy tuổi hả? Sợ diễn viên Quỳnh Lý rồi này nọ đó, Quỳnh Quý rồi nọ. Lúc em còn ở thuê trọ đó, chủ người ta đóng cửa rồi, người ta khó khăn lắm. Em tự đề nghị luôn, em nói là không, anh đừng có hiểu lầm nha, ý của em nói gì nè. Em chỉ nói là bây giờ nhà em đóng cửa rồi. Cái anh nói thôi về nhà anh. Cái anh nói về nhà anh cũng được, đúng không? Hê, thở dài. Không, kiểu là cũng quá rồi. Cái kiểu mình cũng sợ, mà tự nhiên cái mình thấy một cái người anh hùng như vậy là mình cũng chịu rồi, anh hiểu không? Mở cửa rồi, mở cửa trái tim rồi. Quá mà, còn em, trường hợp nào em quen chồng em? Là em gặp ổng ngay chăng, đó là ngay ngày sinh nhật của em, thì em đi cái chuyên ba. Mà lúc đó em còn đen không? Lúc đó em có đen gì không? Đen anh, em đen hồi đó tới giờ. Em cũng kiểu thích tay, kiểu cũng khùng á. Chỉ có tay nó mới thích, giống như kiểu mình không có bánh bèo được, tay nó mới thích được cái tính giống như chị. Nhưng mà em là trước em cũng quen bạn trai nước ngoài nhiều hả? Là hồi đó giờ em quen nước ngoài không, em không quen Việt Nam. Là chưa có bồ Việt Nam lần nào luôn. Sinh nhật của em đi cùng với mấy chị bạn đồ nhiều lắm. Nhưng mà em với ảnh em cũng nghĩ là định mệnh á. Tại vì trước đó em vừa mới chia tay bồ xong. Bồ nước ngoài luôn hả? Bồ nước ngoài luôn, vừa mới chia tay xong thì cũng chán cái kiểu mà quen xa, không muốn quen xa nữa. Em đứng ở bên đó chơi với mấy chị bạn, ổng đứng cái bàn cũng cách nhau. Nhưng mà mình thấy cũng để ý mình, nhưng mà ông này cái kiểu ổng ngại ngại á. Mình thấy ổng cũng kiểu cũng dễ thương, tại vì lâu lâu nó nhìn lén mình hoài vậy đó, mình thấy cũng dễ thương. Mà hồi cái vô tình là anh có cái anh bạn Việt Nam
đi lên chơi nữa. Anh đó là bạn quen của cái chị ở trong nhóm của em, là vô tình luôn. Cái xong rồi cũng nhờ cái cớ đó đó mà ảnh đi qua nói chuyện với chị kia, cái ông này đi theo luôn. À đi theo, chết luôn rồi. Đi theo qua bàn rồi nói chuyện, mà trong đó thì mấy người đó cũng không biết tiếng Anh nhiều, có mình em biết tiếng Anh. Em mới nói chuyện với ổng thì cũng uống say xỉn. Ông này mình cũng cảm nhận là mình thích ổng, nhưng mà hai đứa kiểu mà chảnh chảnh, nó không có đứa nào mà mở lời được. Ôi, nghĩ là chắc ổng nghĩ là chắc mày cũng đẹp, tao cũng đẹp, mắc gì tao phải mở lời trước kiểu vậy. Rồi xong rồi hai đứa không có cái liên lạc gì hết. Cái hai ngày sau ổng đi về nước. Cái xong rồi bữa đó buổi trưa em đi ra, em Starbucks ở ngay chân cái đường Lê Lai á anh. Tự nhiên vừa thắng xuống taxi vô tình gặp ổng luôn. Đúng rồi, ổng ở cái khách sạn đó luôn. Mà buổi tối đi thì đẹp lộng lẫy lắm, buổi sáng thì như một con điên vậy đó. Bèo bèo phải không? Nhìn ổng khẩn, em cũng khẩn á. Ủa sao mà lúc đó em đẹp không? Lúc đó em chỉnh chu không? Thì nói chung là anh biết da đen rồi đó, trang điểm thì nó mới lộng lẫy. Còn mà không make up đồ thì nhìn nó dơ. Nhìn nó kiểu nó dơ dơ giống mình nha. Thì nói đại nó dơ dơ. Nhìn nó bình thường, nhìn nó dơ dơ lắm. Cái ổng cũng nhìn mình mà chắc thấy cái mặt cũng quen quen, mà sao con này tối. Chắc em suy nghĩ con này tối lộng lẫy quá. Nhìn không ra, nhìn hoài cái hai người mới nhớ chật lại, mới sáp lại nói chuyện. Cũng nói chuyện thấy cũng hợp hợp. Mà ông nội mày cái kiểu mình biết là thích mình lắm luôn, mà nắm tay không dám tay đụng, không có dám đụng rồi nói chuyện rồi các mới vậy? Mà mới gặp có hai lần hay. Có anh thường mấy người Tây khác rồi gặp mình mà thích quá là cái kiểu hả, là phải nắm tay gờ gờ tới luôn đó. Còn ông này kiểu ông e dè gì nè, hồi cái ngồi đâu mấy tiếng đồng hồ mà thích quá chuẩn bị ra sân bay rồi, cái ê cho anh nắm tay em cái nghe, anh chuẩn bị em đi rồi. Em giả bộ cũng thích nhưng mà giả bộ ngại. Con trẻ không? Con trẻ, con trẻ. Nhưng cái hồi cho số điện thoại cho cái Facebook. Mà cho nắm chưa? Giá bộ giật gì nè, thôi. Mà thao khoái lắm rồi. Cũng khoái rồi. Mới cho Facebook rồi đi về bển. Ổng đi về bển thì hai người cũng nói chuyện, mà thường á em là kiểu tiếng Anh mình cũng không giỏi lắm. Mình chỉ nói chuyện giỏi thôi, nhưng mà nhắn tin không giỏi lắm. Mà hai người cứ nhắn tin từ sáng tới chiều, nhắn hoài đúng 3 tháng luôn. Mà hai người không có nói là anh thích em hay là em thích anh kiểu vậy, không ai nói, cứ tâm sự chia sẻ này kia, chia sẻ kiểu mới vừa chia tay bồ, ổng cũng mới chia tay bạn gái. Thì nói chuyện xong rồi cái ổng mới hỏi sao mà không, em nói bây giờ em cũng sợ, em không có muốn quen bạn trai mà kiểu yêu xa nữa này kia kia nọ. Thấy mệt mỏi, ổng nói là ổng yêu mình, nhưng mà ổng nói anh mà giống như anh thiệt tình, anh mà quen người nào nào đó anh sẽ chăm sóc cho họ, anh sẽ làm hết mức có thể. Hứa nhưng đó. Nhưng mà anh không có hứa hẹn môi. Anh muốn hẹn điều gì, giống như ổng bắt đầu ổng làm cho mình có cái cảm giác mình tin tưởng ổng. Cái mình đặt niềm tin vào cái cuộc tình này. Cái tự nhiên gần tới 2 tháng mấy, cái tự nhiên ổng nhắn cho em tin nhắn ha. Thôi chắc nghĩ anh với em làm bạn đi. Cái em cũng nói ủa đâu, hai người đâu có, em đâu có nói em yêu anh hay là gì đâu, mà làm bạn, hai mình nói chuyện bình thường thôi. Cái cũng quê quê rồi. Cũng quạo quạo, cũng kiểu sao ông này giống như nó dụ mình vô trong cái vòng xoáy tình yêu. Đúng rồi, cái xong rồi bỏ mình ở trong. Cái 3 tháng ổng cũng qua đây công tác. Qua đây một ngày không gặp em mà cứ nhắn tin, anh đang ở sân bay, anh đang đi đang nãy kia, hơi bị quạo luôn anh. Kiểu cũng hơi quạo, ổng rủ em gặp ổng, cái em cũng không gặp luôn. Cũng không thích gặp, nhưng mà suy nghĩ á, bây giờ mình không gặp thì nó nói mình thích, nó mình giận. Không gặp, thôi bắt buộc đi gặp. Tự nhiên đi gặp cái... Dính luôn. Dính nhưng mà cũng đi ăn, đi nhậu, đi chơi, đồ kiểu vậy. Nhưng mà cũng thích rồi, mà không ai thổ lộ. Cái ổng về bển rồi á chị. Ổng về bển rồi, ổng mới nói là anh thích em, anh muốn giống như là tìm hiểu này kia vậy đó. Cái em nói thôi bây giờ để cho em thời gian đi, em cũng nói chung cũng không muốn yêu xa nữa. Cái bắt đầu mình tránh lại rồi nói chuyện, rồi 2 tháng sau vậy đó. 2 tháng sau ổng qua tiếp, ổng qua mới bắt đầu là hai người mới quen. Vậy giờ anh ở đây chưa? Ở đây luôn á anh, mà ổng không có hứa với em là giống như anh sẽ về đây ở này kia kia nọ. Rồi xong tự nhiên qua được 2 lần cái quyết định qua bên đây em bất ngờ luôn á. Ở cho anh hỏi nè, khi mà bất đồng ngôn ngữ vậy có nào mà trái tính trái nết nhau không Vân? Cãi lộn nhiều lắm chứ. Cãi lộn tiếng Anh hay tiếng Việt? Cãi lộn tiếng Anh. Trời ơi, cãi lộn tiếng Việt, chồng em đâu biết tiếng Việt đâu. Nó phải như chồng Vi mà biết tiếng Việt em cũng đỡ lắm, nhiều khi cãi lộn tiếng Anh em cãi lại không? Em cãi không lợi. Không lợi. Nhưng mà em cố cãi. Em cố cãi. Em cố chấp. Em gắng em cãi bằng những cái từ ngữ gọi là nghèo nàn của em. Ăn uống sao, ăn uống sao? Ảnh ăn món Tây mà không ăn món Việt. Ăn món Việt có về nhà ba mẹ em nấu món Việt ngon không mà không có ăn, cái ba mẹ em lo lắng, trời ơi mẹ không chăm sóc chồng mày. Phải nấu cho nó ăn, phải ấy chứ, vợ phải quan tâm chồng chứ, chồng nó ăn có tí xíu thế, người nó to thế kia mà ăn có tí xíu thế kia làm sao mà nó chịu được sức đâu mà nó làm nó nuôi vợ con. Xong rồi em mới nói là không phải, tại vì ảnh thích thì ảnh ăn nhiều, còn không thích là ảnh ăn ít, chứ bình thường ảnh ăn mấy cái món của ảnh ăn nhiều lắm.
Xong là ba mẹ em biết cái từ đó là biết là bắt đầu nướng sườn, nướng những cái món Việt Nam, nhưng mà nướng những cái món mà anh dễ ăn á. Nhưng mà chồng chị là không ăn được món nào của món Việt luôn. Trời, ví dụ như mì, hủ tiếu này kia không có ăn, thiệt sự là vẫn ăn nhưng mà ăn có một hai gắp à, coi như là không ăn luôn á. Mà không thích món nào luôn hả? Tại vì không thích. Vâng ơi, khi mà cưới nhau về thì cái khác biệt văn hóa nó có ảnh hưởng gì đến cuộc sống hôn nhân gia đình không? Ảnh hưởng chứ. Ví dụ như một cái chủ đề đơn giản thôi, hai vợ chồng tranh cãi một buổi tiệc đi. Đó, xong rồi cái kiểu như chồng em thích là lúc nào hai vợ chồng cũng gần nhau, nắm tay được, trao đổi, nói chuyện với nhau. Và em phải nghe, coi như mà khi mà một buổi tiệc á mà nhóm tí lia của em đó, anh biết không, nó ồn ào, nó vui. Xong mình cũng kiểu như khùng. Xong cái mình vui. Chồng mình kêu em kêu 10 lần luôn em không nghe. Xong bắt đầu về nhà nói xong chuyện. Rồi cãi lộn, nói chuyện nhưng mà cãi lộn là sao, em không có chú ý tới anh, không có kiểu như là để ý, không có nghe lời, không có đó. Xong rồi cái em nói trời không phải là như vậy, mà ý của em là như vậy. Xong rồi tự nhiên đang cái chuyện nhỏ xíu không có gì hết trơn á, mà là do phát khác biệt ngôn ngữ cái thời gian đầu á, mà mình không có thể nào mình diễn tả được hết cái ý của mình á, thì thành thử ra là mình cái lời của mình nhiều khi nó, cái tiếng Anh của mình khi mà mình giải thích nó ra nó bị cục ngủng á, nó bị không, nó hơi bị thô lỗ á. Em cũng em bị hệt vậy luôn, hay cãi nhau mấy cái chuyện xàm, giống như là nè mình nói cái ý này đó, cái ổng nghĩ cái ý kia, cái ổng giải thích lại cái ý nọ, cái xong rồi cái mình bắt đầu mình khùng lên, mình nghĩ mình hiểu hay cái hướng khác á, cách mình làm đùng lên vì tiếng Anh xàm quậy luôn. Mà em thì cái tính em kiểu tính em nóng, kiểu em mà quạo mà em cãi em đang nóng phải không, em kêu ổng im, anh im đi để một hồi, biết cái tính em giống như em nguội xuống một hồi nói gì cũng được. Ổng càng cãi bằng đúng là em sai, em cũng phải bằng đúng cho bằng được. Còn em thì khi mà em mệt quá, em không biết nói sao hết thì em sẽ không nói nữa. Thì em sẽ nói là bây giờ em không muốn nói chuyện nữa. Nhưng mà ảnh thì lúc nào ảnh cũng sẽ là người xin lỗi đầu tiên, là ảnh sẽ là người nói là em phải nói. Tại vì nói là cách duy nhất để mình hiểu nhau. Chồng không em kêu, đang quạo mà kêu bây giờ anh im đi, hay là anh đi ra chỗ khác, hay là để em đi chỗ khác đi một hồi, em ngồi xuống rồi nói chuyện. Ổng cứ nhây quạo, ổng cứ ngồi giải thích hoài, mà ổng càng ngồi giải thích mà điên lên, muốn quýnh. Muốn quýnh hả? Là cái nết em muốn lộn hả? Đúng rồi, kiểu nóng quá, bây giờ im không? Bây giờ im không? Ớt, muốn quýnh ổng luôn hả? Trời ơi, đó giờ quýnh ổng nào không? Có một lần hả? Vụ đó là sao, kể nghe coi. Là cái gì nè, thay đồ. Hồi đó giờ em chuẩn bị lâu lắm, gặp ngay ông nội này, ổng sàn còn hơn nữa. Thì ổng chuẩn bị xong rồi, thì thay vì ổng đợi em sửa sạn xong đi. Rồi xong rồi cái hả, ổng cả 10 phút thì em chuẩn bị đi, không chịu. Để em chuẩn bị gần xong hết rồi, cái bắt đầu đi lại mới mang giày vô, cái mang giày vô bắt đầu cái chỉnh đồ, cái bắt đầu ngồi họ nhăn đồ á, cái cởi đồ ra ủi. Cái làm bị trễ giờ, cái quay gan đổi thừa em là em trễ giờ, mà ổng là ổng xà quần là ổng bị trễ giờ, cái ổng đổi thừa em, ổng nói em là lâu. Hai người cãi qua cả lễ chuyện đó mà hồi muốn quýnh nhau luôn. Bữa đây em quýnh không? Không, mà kiểu tức quá mình quấu cái tay ổng rồi xong rồi bụm cái mỏ lại bóp cái mỏ lại đựng cho nói nữa. Là em cào xong, mỏ không? Giống như là em bóp cái mỏ đặng cho ổng im á, đặng ổng đừng có nói em nữa. Em không ba thì biết cào mỏ với chồng rồi. Rồi bây giờ mình coi là hai bức tranh nè. Điều quan trọng này nha. Tranh là gia đình, cái gì? Gia đình là ý em thuyết trình cái bức tranh này cho anh. Cuộc sống của mình á thì nó không sẽ có những cái mảng tối mảng sáng, mà nó còn có những lúc vui lúc buồn, cũng như trong cuộc sống hôn nhân cũng vậy. Mình sẽ có những cái lúc gọi là mảng sáng đây. Những cái cầu vồng màu sắc tươi sáng, nhưng mà cũng có những cái khoảng tối đôi lúc mà cãi nhau, đó là những cái mảng tối ở trên. Đây một cái xe hơi và có những cái trái banh trên này bay bổng, là một cái cảm giác gì đó rất là yên bình và hạnh phúc. Thì đó, đây là những cái mảng tối vợ chồng, chứ không phải lúc nào cũng hạnh phúc đâu. Hay quá nè. Nhưng mà quan trọng chiếc xe đang rớt xuống sông nè phải không? Nhưng mà con bóng kéo lên mặt trăng nè đó. Nhiều khi những cái khó khăn nó ghi vợ chồng, ghi gia đình. Nhưng mà vẫn có mảng sáng nha, vẫn có cái mảng hạnh phúc bay bổng ở đây. Quên đi bức tranh của em. Dạ, còn cái bức tranh của em thì ghê vậy. Bức tranh gì mà ghê vậy, gia đình gì? Em nói từ đầu là em không biết vẽ mà. Nhưng mà em vẽ cái đó là ý nghĩa gì vậy? Ba ngọn nến lung linh. Ba ngọn nến nguyên là ba là cây nến vàng. Mẹ là cái nến xanh. Chưa có con nên đang ước mơ là vẽ thêm một cái nè. Chuẩn bị có con bé. Con bự hơn ba mẹ luôn á. Nhưng mà em ơi, ba ngọn nến tại sao ở giữa một bầu trời giông bão vậy? Em có sợ mẹ đó trên trời kìa. Trời quang mây tặng, có chim người ta bay mà. Đâu phải bay mà. Không phải mây đen đâu. Chim mày đen thui lùi vậy? Thì em đen cho nên vẽ con chim đen giống mẹ. Có nghĩa là tuy ngoài gió bão, tuy ngoài trời, nhưng mà những cây đèn hay lửa nó vẫn phừng phực, nó không rồi, có méo qua bên, nó rất là mạnh, đúng không? Và tiếp theo chương trình sẽ có một phần nữa với là lá bài tình yêu. Khi mà mình mở cái lá bài đó có những câu hỏi nào hoặc là những tình huống, nhiệm vụ của mình là thấy câu hỏi đó sẽ trả lời câu hỏi, hoặc là thấy những tình huống đó nếu mình đã trải qua hoặc là nếu mình chưa trải qua thì nếu mình xử lý như thế nào ha. 1, 2, 3 à, 3 lá, ai chọn trước ạ? Trời ơi, tức ghê luôn á. Gì vậy? Lá bài mà hừng hực trong người luôn á. Mời em. Cái lá bài của em là
chồng nhắn tin anh yêu em với một người phụ nữ lạ thì bạn sẽ xử lý ra sao? Xử lý sao? Em đã nằm trong trường hợp hay chưa? Chưa, nhưng mà em kể về cái tình trường ghen tuông của em cho anh nghe. Chồng em đang làm quay một cái phim đó. Thì cái cô bé đó là cô bé người mẫu, cổ tới. Xong rồi cái cổ kiểu như hay nó à, cổ nói chuyện tiếng Anh rất là giỏi. Thì cổ hay bắt chuyện với chồng em thì em mới suy nghĩ, ủa tự nhiên cứ nói chuyện với chồng mình hoài á, cái tình huống nó vậy thì vậy thôi, nhưng bắt giải thích cái gì xong rồi cái kiểu như phải cái kiểu cười kiểu làm duyên làm dáng trước mặt một người đàn ông anh, trời ơi em điên anh, nhưng mà phải kiềm chế. Đúng có em đó hả? Có em ở đó tại vì em tới trường quay mà. Em kiềm chế nha. Xong rồi cái tới một cái cảnh đó là trời mưa. Đó thì mọi người mới nấp hết vô trong một cái quán cà phê đó để trú mưa đó. Xong rồi cái chồng em mới đứng gần cái cô đó. Xong cái cô đó muốn coi lại cái phim mà hồi nãy quay cái cảnh đó sao đó. Chồng em đang đứng ở đây nè anh, ví dụ nha. Cái lại né với chồng em vậy nè, coi. Trời ơi, coi lại cái cảnh đó. Là chèn nhau, va vào nhau. Tức là cố tình đi. Em không biết em nói gì có hơi xấu cho người ta không ta? Không ai biết cô đó đâu. Tâm lý phụ nữ mình ghen tuông thì mình cảm thấy như vậy là mình không thích thôi. Trời ơi, em điên quá. Em đứng lên, em đi về. Đi về. Xong cái chồng em nói thật, ủa em sao vậy? Em không trả lời. Xong rồi cái nói là anh làm việc đi, không trả lời. Lúc đó anh có bầu nữa. Xong rồi cái em về nhà, em không nói chuyện với ảnh luôn. Kỳ vậy đâu phải lỗi của ảnh đâu. Thì không phải lỗi của ảnh, nhưng mà tại vì mình ghen mà. Ghen mù quáng vậy. Xong rồi em mới cãi nhau với ảnh, em mới nói là tại sao một người đàn ông á, khi mà anh, mặc dù là anh không có ý gì, nhưng mà anh phải cho người ta hiểu là người ta sẽ không có cơ hội được đến gần anh. Xong cuối cùng anh cũng lên ảnh năn nỉ, anh nói là không có chuyện gì đâu này nọ, thì em cũng bỏ qua. Cái tình huống nó không giống như vậy, nhưng mà cái tình ngay lý giang anh hiểu không? Tình ngay lý giang. Điên lắm. Có nghĩa là em sẽ trò chuyện và để cho rõ vấn đề. Còn thẻ của em là gì? Giả sử vợ lỡ làm mất nhẫn cưới và chưa tìm thấy, chồng biết sẽ rất giận, vợ xử lý ra sao? Em thì em một là em đóng có phim. Có nhẫn cưới chưa? Em đóng phim buồn luôn. Tự nhiên cái đi ra ngoài để nhẫn cưới nhà. Không đeo ông nói gì hả? Không, tại vì bình thường. Tại vì đeo 2-3 cái nó rầm rà, em hay đeo trang sức á. Rồi nếu anh giận em sẽ xử lý ra sao? Em mỗi khi mà cái chuyện nào ông giận em quá là em giống như không biết đường xử lý, là em sẽ đóng phim buồn luôn. Em buồn hả? Em giống như là mình giả buồn mình khóc luôn. Là ông rất là sợ em khóc. Cho nên cái chuyện gì đi nữa mà yêu cầu mà em nói em đang bị buồn, em đang bị stress, em cần phải đi đâu đó một mình mấy ngày, em dọn qua ly đi, là ông sợ tất cả bỏ qua hết. Rồi bây giờ sẽ là phần thử thách những ông chồng của mình. Không biết là Vi Vân sẽ thử thách gì với chồng Tây của mình đây. Hello. Hello baby. Yes. Yeah, what do you do? I'm working on the mood video for tomorrow. Why? Yeah, I finished shooting and I met my ex-boyfriend in front of the building. What? Yeah. Why did you go to the one? Because I shoot clothes from here. So when I finished, I went out for like coffee, you know, and then I met him. Okay. So we say hello, and he asked how am I and family and stuff, and and he said that if I can go for a drink with him. So who is it? It's the boyfriend, the friend's Vietnamese. Yeah. Well, can you give a name to that person? It's maybe more easy. It's Alex. And okay. And why do you tell me that now? No, because he asked if I have like free time to have a drink and talk a bit, you know. I don't know if you're okay with that. Do you want to go? Maybe. You don't understand. If someone asks you for a drink, it can mean different things. It can mean let's go for a drink just to get some news from you. Or yeah, just to get some news. Yeah, whatever you want. It's okay. Fine, you do what you want. Thì chồng em là như vậy đó, anh sẽ không ghen nhưng mà anh sẽ hơi khó chịu, nhưng mà anh vẫn tôn trọng quyết định của mình á. Anh nói em muốn đi thì em đi lấy anh thấy không? Gặp bà Quỳnh xin anh đi chơi bạn trai, nó đi luôn đừng về nữa. Vậy em nói em điện hay là em nói bạn gái của ổng nhắn tin, bạn gái cũ không nhắn tin cho em ta? Được hả? Thử coi, em thử em điên lên coi cái ổng giải thích sao. Em nói Dũng tại sao mà do ex girlfriend me. Bé mặt căng quá. Nó mặt chùa quá. Dũng. Yeah.
You miss it with your ex-girlfriend. Huh? She's what? She miss it me. She say you miss it her. And we talked about that and 2 days ago and now you text her, right? Yeah. No, I've been missing. So why she miss it me? I'm not okay with that. Maybe she's coming. Hold on. She say you text her, ask her how she are. Oh, ask me how you are. No, she's tried to message me before a long time ago. The blonde one, hey? The first one. Yes. A long time ago, hey? And why now she missing me a lot? I'm not okay with that. If you want to go back with her, go back with her. No. I don't want to talk now. I'm not a good mood now. You know, I'm many days not sleep. Now I'm on the show. And missing me like this. Now I go back to Mekong. Do what you want. No, wait. No, I don't want to talk anymore. Please. I'm done now. Ngồi nói diễn tốt kìa. Làm diễn tốt vậy? Tại chắc cái này xảy ra nhiều lần lắm ha em. Em làm gì nhiều lần không? Ổng bị em dẫn thì sao vậy? Không sợ liền, nhỏ căng liền, ổng sợ liền. No. Em chặn ổng. Em có cái bệnh mà em không muốn nghe nữa là em chặn ổng là ổng lính quá. Bằng nào? Gọi bằng Facebook. Cái này chặn Zalo hả? Nè ổng cài cái hình chụp hình gì nè, xấu như con quỷ vậy đó. Cài hình nọ. Hai người vui á hả? Gọi lại đi cho nhanh. Quá trời nhỏ dữ ghê chứ. Why you saw me that message, hả? Babe, I told you I don't message you back. Not message, but you also like see that message. You know I don't like that, I'm not happy with that, and now you doing that. Don't talk too much now, okay? No, I don't want to see anything now. I go somewhere a few days. I'm not okay. You know, I'm really stressed right now. And the soul feel not okay also. I'm really stressed now. I'm not okay. Don't talk too much. Ôi, có con vợ như con bé này thiệt mệt anh ha. Mỗi lần mà... Nó ngang ngược á. Mà cái này tự nhiên đâu phải lỗi của ổng đâu mà chửi nhỏ không còn gì. Thì là ngang ngược vậy đó. Nhưng mà ổng cũng dạy như là cái anh này ảnh hiền á, kiểu ảnh cũng thôi em đừng có hiểu lầm. Anh gửi em cái tin nhắn đó, em thấy chưa. Con bé này không cần thấy gì hết, không quan tâm, không biết con nhỏ này, không biết nhỏ này là ai, không chưa từng gặp nhỏ này. Nên đừng có nói gì hết, đừng có giải thích gì hết, không muốn nghe. Nói gì hết. Cũng hơn 5 năm rồi, từ lúc mà hai người bắt đầu yêu nhau. Em cũng không biết nói bằng lời như thế nào nữa. Nói chung là nó vô cùng quan trọng. Và có những lúc khi mà mình cãi nhau, mình không có hợp nhau, mình bất đồng quan điểm, hay là vì cái tính cách của em, cái tôi nó quá lớn mà em không chấp nhận, em không chịu nghe lời, nhưng mà anh đã vượt qua nó, thì em mới biết là anh là một người đàn ông của cuộc đời em. Em tin anh và em rất là yêu anh. I love you. Dũng ơi, hôm nay sau chương trình này em muốn có đôi lời muốn nói với anh. Em biết trước giờ em không bao giờ nói những cái lời này, nhưng mà em sẽ muốn nói cho anh biết em cảm ơn anh rất nhiều. Anh và Dan sống vì em và anh chấp nhận những cái tật xấu của em mà trước giờ chưa có người nào có thể làm điều đó. Anh làm cho cái cuộc sống của em thay đổi. Em chưa bao giờ nghĩ có một cái người nào đó thương em như cả bản thân của mình. Thì em biết đôi lúc em có làm anh buồn nhiều, nhưng em sẽ cố gắng thay đổi bản thân mình. Em cố gắng bỏ cái tôi mình xuống, sẽ không làm anh buồn nữa. Và em muốn nói với anh, em yêu em rất nhiều. Nhưng mà trước giờ em là cái người không thể thổ lộ với anh. Thì em hôm nay muốn, sau chương trình này em muốn nói cho anh biết là anh là người quan trọng nhất trong cuộc đời của em. Rồi, dạ, cảm ơn anh. Mình xin thiệu, mình tên là Lê Công Khoa. Mình mới tuổi sinh năm 82, mình sinh ở Sài Gòn. Dạ. Mình đang định cư Úc. Dạ. Thế là mình đang cư Úc mà mình đang trong thời gian mình về thăm gia đình đó. Thì anh về được bao lâu rồi anh? Mình về cũng được 2 tháng rồi, mình còn khoảng 3 tuần mấy, 4 tuần mình đi. Là khoảng 1 tuần nữa là đi rồi. Không, 4 tuần. 4 tuần.
là một khoảng một tháng nữa là đi rồi. Đúng rồi. Thì giờ tìm bạn gái rồi đi rồi sao? Thì khi mà chương trình có lịch phỏng vấn thì mình thích hợp, tại vì mình tính Tết thì mình về nữa. Dạ. Có nghĩa là bây giờ nếu mà tìm được bạn gái, chẳng hạn như thì... mình quay gần nhất của bọn em là ngày 8 tháng 7 đi. Hiện tại bọn em đang có lịch đó. Lịch đó thì vẫn còn ở lại, tại vì tới 21 mình mới đi. Thì vẫn ở lại, nhưng mà tìm được, nếu như tìm được bạn gái, cái là bỏ bạn gái 4 tháng nữa đi rồi mới về đúng không? Mình phải liên hệ qua điện thoại hay là bây giờ công nghệ thông tin mà, với lại có nhiều cái phương tiện để nói chuyện với nhau, quan trọng là do hai người. Chứ về cái vấn đề đó thì do hai người có thể yêu xa cái gì. Nhưng mà giống như kiểu mà mình kết nối được với nhau. Nhưng mà anh định cư ở Úc lâu chưa anh Khoa? Khoảng mình định cư chính xác là năm nay năm thứ 11 rồi. Năm thứ 11, tức là gia đình anh vẫn ở đây hả? Đúng rồi, mình còn mẹ thôi. Là mẹ đang ở quận Tư. Sao không đưa mẹ đi qua luôn anh đi? Mẹ anh thì có bệnh trong người đó, bệnh huyết áp, bệnh tim rồi nên đi máy bay, với lại phần mẹ nó có thích đi nước ngoài sống. Giống như là sống ở nhà hàng ở ngay chợ mà. Nên mẹ thích cái ồn ào, chứ qua bệnh không có biết tiếng rồi, còn cũng lớn tuổi rồi, chứ qua bệnh không có thích hợp. Rồi mẹ hiện tại là ở một mình luôn hả anh? Ở với lại mấy người cháu, cháu của bà chị trong. Nên thỉnh thoảng hãy phải về chờ thăm trong mẹ, thăm gia đình. Ok, rồi. Nghề nghiệp của mình là gì ở bên đó là gì? Bên đó thì mình làm bên bưu điện của Úc. Là về board office thì đại khái là công việc của mình là trong đó. Cụ thể là mình làm gì là mình lựa hàng hóa theo mẫu của từng vùng ra đó. À, cũng là như chỗ ngoài đây là phân khoang, phân hàng, phân loại hàng đó hả? Không phải cân mà mình lựa phân loại hàng đó, phân loại hàng hóa, rồi mình sắp xếp cho nó gọn lên ba lệnh, đại khái là như vậy. Rồi đi theo các khu vực riêng đó đúng không? Đúng rồi, cái đó là cái khâu khác là ta chia, người ta đem đưa hàng hóa, còn mình là chỉ lựa thôi. Bởi vì bệnh là mỗi cái khâu khác nhau chứ không phải giống như bên Việt Nam. Anh làm ở đây lâu chưa? Mình làm khoảng gần được một năm. Được một năm. Ủa, trước đó thì em làm công việc gì? Trước đó thì mình làm về công việc xây nhà, làm cho chủ người Việt thôi. Nhưng sau này mình vô cái công ty đất của Tây của chính phủ. Hiện tại anh sống bên Úc với ai ạ? Mình thì sống một mình thôi. Là nhà cửa mình bên Úc ổn định hết chưa anh? Thì nói thẳng ra thì tới giờ thì cái vấn đề nhà cửa thì mình mua không có nổi thôi. Cái đó là cái thật sự là sự thật của mình. Cái muốn thì tại vì mình thật sự cũng thuê nhà, cái đó là sự thật, mình không có gì phải giấu giếm hết. Dạ. Vậy tại vì mình rất là tự nhiên có gì nói cái đó để đúng mình tự lựa chọn. Dạ đúng rồi. Thì đó là nó là như vậy. Mà người thân của anh có ai bên đó không mà anh qua đó anh định cư? Ngày xưa thì tại vì thật ra mình cũng đã từng có vợ mình ly hôn, thân ly dị cách đây 9 năm rồi. Thì đại khái là vậy, ngày xưa vợ mình bảo lãnh của họ. Rồi mình đã ly dị cách đây 9 năm rồi. Rồi với lợ tại vì mình thấy tới cái tuổi của mình cũng lớn rồi, 40 tuổi mình nghĩ cũng cái cần bước tiếp một bước nữa để có một cái mang nhỏ. Nhưng mà anh có con chưa? Có một bé trai. Anh thì ở với mẹ thì mình chỉ có trao tiền gọi là tiền mà nuôi con đó, gọi là ở bển rồi chăm sóc. Vợ anh cũng người Việt luôn hả? Vợ mình hả? Mình là sinh đẻ vợ. Nhưng mà gốc nhưng Việt. Người gốc Việt thì đại khá là. Sao quen được nhau rồi qua bên đó? Thì cái cô đó thì về đây thì mình biết nhau, tại vì mình cũng biết tiếng Anh rồi, hai người cũng nói chuyện qua lại rồi. Sau này thì chắc là do có thể là do cái văn hóa nó khác nhau nên sinh ra những cái mâu thuẫn đó. Dạ. Nhưng mà cho em hỏi thêm nha, trước khi anh qua Úc anh định cư thì anh làm công việc gì ở Việt Nam? Trước khi mình qua Úc định cư mình làm công việc ở trong bên Nguyễn Kim á, mình làm sale và bên Nguyễn Kim. Bên Nguyễn Kim. Đúng rồi. Nguyễn Kim Thủ Đức này luôn hả? Không, ngay chỗ quận nhất, cái chỗ bên Trần Hưng Đạo. Dạ, quên cái Nguyễn Kim đó. Cái đó là cái trung tâm ngày xưa. Nhưng mà tương lai sau này em có quay về Việt Nam không? Hay có thì lâu dài ở đó? Mình tương lai thì mình tùy vô cái tình huống với cái thời gian hay là do cái hoàn cảnh gia đình mình như thế nào. Nhưng mà chắc chắn tới lớn hơn tí xíu mình chắc chắn sẽ về Việt Nam sống luôn có lẽ. Tại vì mình thích cái cảnh yên tĩnh tí xíu, bây giờ là không có ồn ào lắm. À, nói chung là muốn lâu dài lại về Việt Nam đúng không? Đúng, đúng. Dạ. Tức là sau khi ly hôn là anh có quen thêm mối tình nào khác không? Thì cũng có vài quen với vài thêm vài mối tình nhưng nó không đi tới đâu hết. Tại vì nhiều khi người ta có người thứ ba hay là những cái chuyện đó nó tế nhị, chứ là phần mình thấy không có hợp tính á. Chứ là mình càng lớn thì nên mình sống cái gì nó cũng có nguyên tắc. Mình cảm thấy có nhiều cô tắm trẻ con á, mình không có cảm thấy nó phù hợp nên mình cảm thấy dừng lúc đó thôi, chứ mà muốn đi sâu thì mất công mới mốt ai cũng khổ. Nên mình đại khái là như vậy thôi. Thế là anh muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào? Thì mẫu gái mình chọn thì cũng đơn giản thôi, cũng không có cần phải đạt gì cũng bình quân.
nói chung là hiểu về cái lỡ biết tôn trọng lẫn nhau là được rồi, tại vì tới cái tuổi của mình không có đòi hỏi gì thêm được. Nhưng mà ví dụ như anh phải cho tụi em một cái cụ thể đi, tụi em nhìn nó mắt thường được. Thì giống như là này, một cái cô gái bình thường thôi, chiều cao thì không thành vấn đề. Tại vì đối với mình thì cái chiều cao 1,5 cho lên cũng không thành vấn đề. Tại quan trọng là tính tình người ta tốt hay không thôi. Chứ là người ta biết suy nghĩ hay là đừng có trẻ con quá. Tại vì mình không có thích cái mẫu người trẻ con quá. Tại vì cái đó nó không có phù hợp với mình. Người ta cũng đã từng ly hôn với anh thì vẫn ok đúng không? Thì không có vấn đề gì, thì cũng bình thường thôi. Thì phụ nữ cái có chế độ mà từng ăn chơi cũng không thành vấn đề, tại vì mình thích những cái người dạng tình trải, dạng khá là như vậy. Anh cho em đó, nhìn bằng mắt là anh biết anh thích người như thế nào đi, ví dụ. Tại tánh mình dễ dàng lắm, tánh mình nó không có giống như là yêu cầu cao, mình chỉ là thấy là được. Em biết rồi, nhưng mà bây giờ là đến với chương trình thì nó sẽ có những cái lựa chọn. Thì rồi, bên em muốn anh là sẽ có những cái lựa chọn để em còn biết là gu anh như thế nào. Anh có thích một cái người ngôi sao hay là một cái bạn diễn viên ca sĩ nào không? Anh đó, ở anh thì cũng không có thần tượng ai, tại vì anh đó thì chưa, anh chỉ có mẹ, anh là thần tượng chứ không có thần tượng ai. Nói chung là bạn anh thì không có một cái gì gọi là cái phê bình nhưng cá nhân hay là về các một cái người nào đó để khác. Tuổi tác của bạn gái thì sao? Tuổi tác thì khoảng cỡ 25 cho tới 45 cũng được, tại vì anh 43 thôi, tại vì lớn anh 2-3 tuổi cũng thành vấn đề. Anh để khác là như vậy. Nhưng mà quen anh là phải yêu xa? Không phải nhất định phải xa, có thể là tùy vô hoàn cảnh. Nhưng mà ví dụ như sau này, ví dụ như hai người mà tiến tới được với nhau thì anh có bảo lãnh được bạn ấy sang được để anh không? Thì được bây chứ. Bây giờ bảo lãnh được rồi hả? Thì dĩ nhiên anh ở đâu rồi, anh đã có quốc tịch, anh đã có quốc tịch Úc. Giống như là bây giờ tùy vô cái hoàn cảnh coi người ta có muốn đi hay là người ta muốn ở lỡ hay là tùy vô cái hoàn cảnh mình sắp xếp. Em hiểu ý không? Giống như những khi người ta không có những người ta không muốn đi nữa. Không, quan trọng là không phải, quan trọng là vấn đề là anh chỉ cần chốt cho tụi em một câu thôi là anh có. Được, thì cái đó mình bảo lãnh người ta đi. Còn cái chuyện của người ta đấy là chuyện sau này tụi em thương lượng với nhau. Thì đấy. Dạ. Bây giờ nói là do cái duyên để thương lượng. Dạ, thương lượng thì sau này tự hai người thương lượng, tại vì cái chương trình bóng hẹn hò là tụi em chỉ tạo cơ duyên ban đầu cho mọi người gặp nhau thôi. Rồi. Còn chắc gì là mọi người đã hẹn hò nhau sau chương trình. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà cái quan điểm của anh phải rõ ràng, ok, nếu anh em quen anh, nếu em muốn theo anh sẵn sàng anh bảo lãnh cho em đi, được, cho mẹ con em đi. Ví dụ như thế, chẳng hạn như cô đang có con chẳng hạn, anh sẵn sàng anh bảo lãnh cho mẹ con em đi. Mình chỉ cần cái câu đó để người phụ nữ người ta cảm thấy rằng là à anh này quyết đoán, anh này có chính kiến. Còn bây giờ mà anh lên mà sân khấu anh cứ tùy vào em các thứ là anh theo luôn. Anh hiểu em, dạ. Anh hiểu em giống như kiểu đó mình không có đưa ra cái quyết đoán, cái mình quyết định chính xác. Mình còn vấn đề cô nói chung là em mình không có chốt được cái vấn đề đó, dạ. Anh hiểu em. Nhưng mà giống như là nó tùy vô hoàn cảnh hai người, yeah, đó là như vậy á, chứ anh cũng đâu có biết cái người ta như thế nào. Đúng rồi, thì vấn đề là đấy, chỉ cần biết là em nói thì anh hiểu ý. Dạ, ở góc độ anh ok, anh chốt anh đi đó, còn vấn đề là nếu mà em như thế nào thì em cứ nói cho anh biết để anh sắp xếp. Thì đấy là việc của hai người sau này. Rồi, rồi anh còn có điểm gì anh không thích ở bạn gái không ạ? Bạn gái thì hồi nãy mình có nói rồi, thì đừng có trẻ con quá, với lại đừng có mà sống cái kiểu ích kỷ quá. Mình thích cái con người mà có chính kiến, lại khá là như vậy. Không, ích kỷ là sao anh? Nhiều khi người ta sống người ta chỉ biết nghĩ cho cá nhân người ta, hay là người ta vì một cái lợi ích nào đó người ta mới quen mình chẳng hạn. Lợi dụng hoặc là thì dụng nói thì tới vậy là như vậy thôi, chứ nói lợi dụng thì cũng hơi quá đáng, tại vì anh đâu có gì đâu lợi dụng. Lợi dụng đi nước ngoài hả? Không, cái đó thì tùy mỗi người mục đích rồi. Nên là nói cái đó là mỗi tùy mỗi người cái mục đích cá nhân riêng thôi. Rồi. Ok anh. Rồi. Cảm ơn anh, còn gì nữa? Anh có tài lẻ thôi gì không anh? Thì mình có chơi thể thao, là mình biết ca rồi. Rồi, mà anh ca giùm em xíu ha. Chơi thể thao chơi môn gì? Cái nào mình cũng chơi cũng được, tại vì mình là dân ngày xưa chơi đá banh rồi. Nên cái cuộc mặt mình đen rồi cũng chơi đá banh. Rồi, thể thao thì anh chơi được đá banh rồi, gì nữa? Cái môn thể thao là mình biết chơi hết, tại vì mình là dân thể thao. Em biết rồi mà anh thì nói chung là thể thao bơi lội hay là chạy bộ hay là nói chung là kể cả thì nói chung hầu hơn các môn thể thao cái môn nào mình chơi được cũng được. Hiện tại là anh chơi môn nhàn nhiều nhất. Đa phần là mình chơi đá banh nhiều nhất. Ok rồi, em mời anh hát xíu ha, bài nào cũng được ạ. Bài nào cũng được thôi em. Dạ đúng rồi, một xíu thôi. Ca thì nói chung thì cũng không có nhớ lời cho lắm, nhưng mà khi có nhà có chữ không biết ca, tại vì lâu lâu quá cũng không có gành, không có ca. Dạ. Thì ca thì biết ca, chắc chắn biết ca, nhưng mà cái vấn đề giống như là mình chưa có lâu quá mình không có ca lại. Không sao, cứ bình thường thôi anh, mình cứ thể hiện tài năng của mình thôi.
bản thân mình thôi, chứ em không có yêu cầu là hát hay hay là hát đúng nhịp hay gì đâu. Chứ hát được không khí thôi em ơi. Ừ. Hồi nãy nói chuyện vụ quá em. Rồi em mời anh Thanh. Bây giờ tại vì mình ca thì nhạc buồn không mà chứ không có. Trời, nhạc buồn cũng được luôn. Anh cái tầm giờ mình không có suy nghĩ được cái bài cụ thể đó. Bài gì cũng được, anh bài tụ bài nào hay hát hay thôi. Bài nào cũng được. Vui là chỉ nghe thôi. Thì mình hát một đoạn của cái bài Tàn Cho ha, tại vì mình chỉ có thích cái bài đó. Dạ, ok. Giọt nước rơi hay giọt sầu rơi rơi, lời vẫn tuôn không tình ta nát ta. Em cứ nói chung là mình hát được một đoạn thôi. Thì tại vì mình không có nhớ mặt chữ lâu quá, mình không có ca hát mình nên mình không có nhớ mặt chữ cho lắm. Rồi, ok anh. Có yêu cầu gì ở bạn lái nữa không anh? Quyền lợi đó nha, không nói nó mất quyền lợi đó. Không, thì vậy thôi. Rồi. Thì đối với anh về đủ rồi. Rồi, rồi ok, cảm ơn anh Quang nha. Giới thiệu đôi nét về bản thân mình này, em tên gì? Là em tên Hoàng Văn Phượng. Hoàng Văn Phượng. Phượng hả? Phượng Công Phượng á hả? Dạ. À. Rồi. Phượng sinh năm mấy em? Sinh năm 1995 thì. Văn Phượng 1995. Rồi, Phượng quê ở đâu, đang làm công việc gì? Em đang làm hiện tại xưởng sản xuất của em là đang làm quận 12. Là có xưởng sản xuất riêng hả? Dạ. À. Em sản xuất về bên ví da bò. Túi da bò hả? Dạ. Túi ví này. Da thật không? Dạ thật. Da thật là vậy thì mắc lắm đúng không? Dạ. Khoảng bao nhiêu tiền một cái? Nếu mà bỏ sỉ rồi em làm đi số lượng đó thì nếu mà bỏ sỉ thì túi thì cái 200 mấy mà chẳng. Còn ví thì cái 100 mấy. Dạ anh ơi, anh ngồi thẳng người lên cho nó đẹp hình nha. Dạ rồi, anh cảm ơn anh nhiều. Em là quê ở đâu vậy? Quê ở Quảng Bình chứ. Quê Quảng Bình, vào đây lâu chưa? Dạ, em vào đây từ hồi 12 tuổi. Vào với ai, gia đình hả? Dạ không, trước đây em 12 tuổi em đi vào đây em làm thuê. Sau này em làm, em học được nghề rồi sau này em tự mở xưởng ra. Mở xưởng được bao lâu rồi? Mở xưởng 8 năm rồi. Ờ, giỏi quá vậy. Năm nay em mới 28 tuổi hả? À đó, năm 95 đúng rồi, 27, 28 là mở được 8 năm rồi. Thu nhập bây giờ một tháng ổn không? Phượng thấy đeo đồng hồ vàng cái thứ này là thác ổn đó đúng không? Dạ, thu nhập thì nói chung là ổn định. Ổn định khoảng bao nhiêu? Tháng thì bình thường thì có tháng thì 20-20. Có nhà ở quận 12 chưa? Dạ chưa, thì đang cố gắng. Tại vì làm cái nghề ví da bò thì cần cái vốn đầu tư nó cao. Nên là đang để vốn để đầu tư lô hàng lớn hơn. Em có bao nhiêu nhân viên? Em thì hiện tại mà trong xưởng thì em 5-6 người ạ. Tất cả hàng em nhận hàng số lượng thì em đưa hết cho gia công. Khoản ý là em về em cho lính em cắt dập xong rồi em đưa cho gia công là may hàng cho em. Em có trực tiếp làm không? Dạ. Em có trực tiếp làm không? Dạ, em trực tiếp quản lý tất cả. Nhưng mà có trực tiếp làm tham gia vào các khâu không hay là có, bây giờ chỉ quản lý thôi? Em cũng trực tiếp tham gia vào các khâu. À. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em à? Điểm yếu của em thì em nói chung là trong này thấy ghi là hay bị nổi nóng khi mà căng thẳng này. Nóng với ai? Nóng với nhân viên hả? Dạ, hay bị cáu nhân viên với là người kia, nhiều khi là công việc đang căng thẳng kia là hay cáu. Đang căng thẳng mà ai chọc vào cáu hả? Dạ. Rồi. Điểm mạnh của em là gì? Hát hò gì được không? Văn nghệ gì được không? Dạ, hát hò được thì. Hát thử một đoạn xem nào. Hát thử chị nghe đoạn xem nào. Hát bài gì? Bài gì cũng được, bài tủ đi.
bình thường có hát không? Dạ bình thường thì đi nhậu khách này kia cũng hay hát. Em cũng hay treo đùa với nhân viên này kia để cùng vui. Rồi ok, tình trường của em thì sao Phương? Dạ tình trường thì sao? Tình trường mấy mối tình rồi? Trong này chị có thấy ghi là đã từng kết hôn mà chưa đăng ký kết hôn này. Tức là có làm đám cưới về sống chung với nhau. Dạ. Nhưng mà không có ra phường. Không có ra, kiểu tại vì bé đó chưa đủ tuổi. Trước đây là bé đó chưa đủ tuổi. Ồ, chưa đủ tuổi đâu, sống chung với người ta rồi người ta đi kiện đông rồi sao không? Không, hai gia đình đồng ý. Thì hai gia đình đồng ý nhưng mà bây giờ là về mặt pháp luật là em sai rồi đó. Dạ, hiện tại là em vẫn tru cấp cho con. Có con không? Có một bé, 4 tuổi. 4 tuổi rồi. Năm đó em bao nhiêu tuổi, bạn bao nhiêu tuổi? Đó là em 20 tuổi, 22 tuổi. Em 22, còn bạn kia bao nhiêu? Bạn kia 17 tuổi. Rồi bây giờ bạn đó mới có 21 tuổi thôi. À đâu, 22 rồi chứ. Rồi sao mà không, rồi được mấy năm, sống chung với nhau được mấy năm thì ly hôn? Được 2 năm nhỉ. Sao ly hôn? Ý là bạn nói em cũng biết lý do luôn, tại vì bé con đi về ngoại luôn, chứ em cũng về một tháng là đi lấy chồng luôn, chứ em cũng biết lý do tại sao luôn. Là bé con về ngoại rồi đi lấy chồng? Dạ. Là không cần em chu cấp gì hết? Có chứ, hiện tại là em vẫn chu cấp cho con em đi lấy chồng rồi, em vẫn chu cấp cho con em là một tháng là 4 triệu. Con trai hay con gái nhỉ? Con gái. Con gái hả? Dạ. Là đang ở ngoài quê luôn? Ở nhà ngoại. Nhà ngoại quê ở đâu em? Ở Bắc Giang nhỉ. Nhà bạn nó lấy chồng rồi? Dạ. Rồi sau khi đi qua mối tình đó em có quen ai không? Sau đó em ở đây 1 năm rưỡi thì sau đó em có quen một người. Cũng được gần năm, hơn 2 năm. Nhưng mà thấy hai gia đình không phù hợp á. Thì sau đó là đồng ý là giải thoát cho nhau một người đi một đường. Chỉ vì hai gia đình không đồng ý thôi hả? Hay sao? Dạ, hai gia đình không đồng ý, với hai tính cách nó khác nhau. Lý do hai gia đình không đồng ý là gì em? Là tuổi tác này kia. Tuổi tác là sao? Không hợp tuổi hay là bạn ấy lớn tuổi hơn em hay như thế nào? Lớn tuổi hơn. Lớn hơn nhiều tuổi không? Lớn hơn 10 tuổi. Ồ. Nên là hai gia đình không cho. Là cũng từng đổ vỡ giống em hả? Dạ. Vậy là em cũng nghe lời mẹ luôn, gia đình luôn. Dạ không, nghĩ là em cũng khuyên nhưng mà bé đó thì là nghe lời gia đình này là bỏ em đi. Bạn kia lại bỏ em đi? Dạ. Rồi bạn gái đã lấy chồng chưa? Dạ em cũng chưa thì. Em còn giữ liên lạc với bạn đó không? Dạ. Em còn giữ liên lạc với bạn hay không? Dạ có những tin hỏi. Chị thấy một cô gái ngồi dưới kia, có phải người thân của em đi chung với em không? Dạ, đó là người mà chị làm ở trong xưởng luôn. Vậy hả? Chị làm trong xưởng luôn? Là dẫn đi khỏi không biết đường hả? Dạ. Dẫn đi khỏi không biết đường hả? Không, nghĩ là chị em mời đi chung với nhau cho nó vui. Chị có gia đình chưa? Có bồ chưa? Có rồi. Rồi, thế bây giờ em muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào? Em thì nói chung là một người biết hiểu chuyện nhiều công việc thì là được rồi, chứ không cần ngoại hình nữa. Không mập lắm, chỉ cần ốm ốm tí. Em thì hơi ốm đúng không? Dạ, em thì ốm. Mất 68 mà có 50 kg là quá ốm rồi đúng không? Dạ. Rồi tuổi tác giờ có quan trọng không? Dạ, thì bây giờ tuổi tác thì nói chung là ngang tuổi cũng được. Lớn tuổi hơn được không? Lớn tuổi hơn 2-3 tuổi thôi, nhưng mà lớn tuổi quá thì lớn quá gia đình trợ phải đối đúng không? Cho. Rồi lập gia đình là ly hôn có con thì được không? Dạ. Bạn ấy đã từng ly hôn và đang nuôi con được không? Dạ được. Có điểm gì em không thích bạn ở bạn gái không? Điểm
mà nếu mà cứ công việc của em hay đi ra ngoài gặp khách này kia thì em không thích là về là cái game tour này kia. Nói chung là công việc là phải đi này kia chứ không ở nhà biết được với vợ với con. Em chỉ cần một người hiểu được công việc của em là phải đi này đi kia, nói chung là đi hết tỉnh này qua tỉnh khác vậy đó. Thôi tức là không game không kiểm soát đúng không? Đúng rồi. Ok. Nói chung kiểm soát điện thoại cũng được, em cho kiểm, nhưng mà nói chung là đi đừng có game. Ok, rồi cảm ơn Phương nhiều ha, có gì chương trình sẽ liên hệ lại với em nha. Dạ. Cảm ơn em. Em ngồi đi. Dạ, cảm ơn. Dạ, chào mấy em. Dạ. Tên gì em? Nguyễn Nhạn. Nhạn hả? Dạ. Dấu hỏi luôn ha. Dạ. Dạ. Rồi, hello Nhạn. Rồi mình giới thiệu về mình đi. Em giới thiệu về bản thân này, công việc quê quán của em thì sao? Đang làm công ty lâm viên ở Bến Cát Bình Dương. Làm công nhân hả? Dạ. Công ty gì em? Công ty lâm viên. Công ty nào làm thế gì em? Làm đóng dép á. Sản xuất dép hả? Mà em làm công nào? Ép đế, ta chạy cái chiếc dép. Công ép đế. Ép đế, ép cái đế vào rồi may rồi ra thành cái dép hoàn chỉnh đó hả? Dạ. Công đoạn cuối đấy hả? Công đoạn đầu tiên chứ. Công đoạn đầu tiên của cái chiếc dép. Ờ. À, còn vòng cuối là kiểu cắt gọt mấy cái lông ria rồi sơn bóng các thứ nữa đúng không? Các thứ. Thu nhập ổn định không em? Tháng 11 triệu như thế. Đang sống trọ hả? Dạ. Trọ với ai? Ở trọ bên anh. Mình nghe thôi hả? Dạ. Gia đình đang ở An Giang luôn hả? Chị với em gái đang sống gần luôn. Ờ. Còn ba mẹ thì sao? Ba mẹ như quê. À. Rồi, điểm mạnh yếu của Nhạn là gì nè em ơi? Tại vì ở đây đi làm rồi thì nằm bấm điện thoại xong rồi ngủ cho em ngủ chứ đâu có đi tính đi chơi. Rồi rồi sao tìm bạn gái đây? Làm về điện thoại rồi ngủ lấy đâu bạn gái thì tôi giao lưu với bạn bè nên biết sao rồi gia đình mới. Ai đăng ký cho anh tham gia chương trình này? Tự đăng ký tại nhà đầm buồn ở nhà rồi bấm điện thoại rồi tự đăng ký luôn. Anh có biết là khi mà tham gia chương trình thì tụi em cũng sẽ sàng lọc qua casting đủ thứ hết, thì mình cũng phải mạnh dạn lên, mình cũng phải chia sẻ, rồi mình cũng phải có những cái thời gian để dành cho bạn gái. Cái thời gian thì nếu mà có bạn gái thì mình dành thời gian được, tại vì nếu mà mình cùng mình thì mình đã còn có bạn gái thì mình đã dành thời gian cho bạn gái chứ. Thì khi có bạn gái mình sẽ dẫn bạn gái đi chơi, còn mình không có mình lên ở nhà thì mở mình lên. Anh làm trong công ty nè, biết bao nhiêu cô công nhân là nhưng mà con gái là sao anh không tha không cô trong công ty đó, người ghét người là thương mình, người này nói chuyện qua lại thì đoạn rồi nên không thật thấy không hợp nên muốn biết. Anh đã tìm hiểu bao nhiêu cô trong công ty rồi? Cũng nhiều lắm rồi nhưng mà thấy không được. Tại sao không được, liệt kê những cái lý do. Nhiều người thích mình thì người ta nói vô, còn người ta ghét mình người ta nói ra cho người đó, rồi người ta kiếm mâu thuẫn nhau nên không hợp. Mâu thuẫn về chuyện gì anh? Thì cũng như nghe người khác nghe trăm ca chọc vô rồi đó. Là nói anh thì sao? Thì nói cái mặt xấu mặt tốt, ngọt nào không tốt, người ta ghét mình thì người ta nói mọi điều kiện để cho mình, người ta không thấy thích mình á. Nói chung nói xấu. Rồi ưu điểm nhược điểm của anh là gì? Chị về ưu điểm thì đó thì được không? Cũng đâu có ưu điểm gì cái gì đâu. Điểm mạnh, điểm yếu. Mình phải có những điểm mạnh của mình chứ. Ví dụ như mình biết làm cái gì, mình có thể khác họ không, hay là mình có thể nấu ăn không, hay cái gì đó. Còn điểm yếu là những cái gì mà mình sợ. Mình làm gì rồi chứ đâu không phải ít, có ca hát mà cũng ít. Có nấu cơm được không? Được, nấu cơm, nấu nước, ăn uống được cũng được. Mà cũng ngon, không ngon mà, không ngon gì mấy. Anh có thể xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò rồi đúng không? Anh thấy người ta lên chở người ta mạnh dạn không? Anh có thể là anh được bao nhiêu phần trăm giống mấy cái anh trên đó? Tại vì lần đầu tiên lên sống nên cũng chưa có chắc không được mấy phần trăm luôn. Không được mấy phần trăm luôn? Thiếu tự tin vậy à? Rồi ưu điểm không có, rồi nhược điểm thì sao? Ưu điểm chỉ có nấu ăn thôi, còn nhược điểm?
những cái điểm yếu của mình. Rất nhẹ nhẹ dạ tin người. Rất nhẹ dạ tin người. Rồi, có ai bị lừa chưa? Có bị ai lừa chưa? Bị người ta lừa nhiều không? Có hai ba người rồi thôi chứ nào. Lừa gì á? Thì bạn bè quan hệ qua lại giao thiệp qua lại đó, rồi mình tiền bạc rồi mà mình không nhận thiết thấy không ổn nên thôi. Mượn tiền là con gái mượn anh đó hả? Là anh tìm hiểu người ta xong anh cho người ta mượn tiền. Hai ba người luôn mà không rút kinh nghiệm luôn, xong rồi sao? Rồi không quen nữa hả? Xong. Xong rồi chia tay luôn. Nhiều không anh? Hai ba người đó có nhiều, tới còn 1-2 triệu bạc chín đậu mà. Người ta 1-2 người thôi, này 3 người luôn. Đó là nhẹ dạ như tin người mà cho nên lúc này không kinh nghiệm được. Rồi mẫu người yêu của anh như thế nào? Mẫu người yêu của mình cũng đơn giản, tại vì bây giờ mình cũng lớn tuổi rồi, cho nên em kiếm người nào là nếu mà người ta thấy thích mình, hợp với mình thì cứ tiến tới. Ai biết ai thích anh? Anh phải miêu tả như mấy cái anh nãy giờ nói chuyện chứ, nãy giờ em cũng đã nói nhiều rồi mà. Mẫu người của mình là chỉ là yêu cầu nó giao tiếp thoải mái. Chiều cao cũng bình thường thôi. Rồi còn gì nữa không? Quê quán, tuổi tác? Không quan trọng. Lớn anh cũng được luôn. 1-2 tuổi không đâu quan trọng gì đâu. Rồi về nhà thì tức là từ giờ tới lúc đi hình mình còn thời gian, cho nên về em phải kiểu như thoải mái, tự tin hơn. Ví dụ như có khả năng khiếu tài lẻ, hát hò gì, bình thường hát vui cũng được, không sao cả. Tại vì mình không phải đi thi tuyển ca sĩ. Mình lên thì nó thay đổi không khí, giống như em đang nói chuyện với các chị nên nó hơi bị, không khí của mình nó hơi bị trùng. Mà bây giờ mình không có hài hước, không có vui vẻ. Chị nhìn mặt em được cũng hài đấy, nhưng mà chắc là chưa đúng chỗ hài thôi, đúng không? Mình phải vui vẻ hài hước lên thì bạn gái đối diện với bạn ấy mới cảm thấy rằng là cái anh chàng này là cái anh chàng tính tình cũng thoải mái, vô tư. Ok, mình về mình sau này mình có quen bạn ấy mình không phải suy nghĩ nhiều. Mình không phải bị quá là phải mất thời gian mình suy nghĩ hay là mình phải khổ hay là mình phải vất vả cái gì cả. Em phải thoải mái, em vui vẻ lên, tự tin lên thì bạn gái người ta mới dành cho mình cái cơ hội nha. Nhiều khi mình thích bạn gái quá nhưng mà mình không thể hiện ra điều gì thì làm sao bạn gái bạn ấy thích mình được nha. Đó, nên là về ngoại hình các thứ thì cũng ổn đấy, nhưng mà phải nói chuyện tự tin hơn, phải mạnh dạn hơn nữa nha. Chứ không mà nhạt nhẽo quá là các bạn gái các bạn ấy chạy mất dép luôn. Ok chưa? Rồi, ok, cảm ơn em nha.